Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Pono Việt Nam. Mình là Chu Diễm. Không khí Noel đang đến rất gần rồi phải không ạ? Chắc hẳn là mọi người đều đang muốn tìm cho mình một món đồ decor cho không gian nhân dịp Noel này đúng không? Ngày hôm nay Pono Việt Nam xin phép giới thiệu đến cho các bạn một số mẫu đèn bàn trang trí. Cùng đi theo mình để tìm hiểu nhé. Đây là mẫu đèn bàn Aver. Mẫu đèn được thiết kế tựa như một tòa lâu đài trong suốt. Đèn có chao làm bằng nhựa ABS và nhựa PMMA, cứng nhưng không giòn, chống va đập tốt, chịu được nhiệt độ cao và cách điện hoàn hảo. Đặc biệt, đèn có thể tháo mở để bạn có thể tùy ý chỉnh thiết kế bên trong. Bạn có thể đặt vào trong đấy một bông hoa, một tấm ảnh hoặc một nhân vật mà bạn yêu thích. Đèn dao có nhiều mức sáng có thể điều chỉnh bằng cảm ứng, có thể dùng trong nhiều trường hợp như là cầm đi chơi, làm đèn decor trang trí hoặc dùng làm đèn ngủ. Khi bạn cầm chiếc đèn sẽ trông như bạn đang cầm trên tay một viên dạ minh châu đang phát sáng. Còn nếu các bạn là một tín đồ cà phê thì không thể bỏ qua mẫu đèn Catello này. Mẫu đèn được thiết kế như một tách cà phê ấm áp và thơm ngát. Đèn Catello có màu sắc tựa như một tách cà phê ấm áp, thơm lừng, rất phù hợp với không gian phòng ngủ, phòng làm việc hoặc những tiệm cà phê. Đèn Catello tại Pono có 3 kích thước, tùy thuộc vào sở thích và không gian sử dụng. Còn nếu các bạn muốn trở về tuổi thơ bên chiếc đèn dầu, Pono xin phép giới thiệu đến các bạn mẫu đèn LED All Day. Mẫu đèn được thiết kế với 3 màu, nâu, kem và xanh. Đèn dầu Comely có thể điều chỉnh độ sáng bằng cách xoay vặn để điều chỉnh, hoặc có thể cảm nhận làn gió để tắt. Đây chính là những cảm giác thơ ấu mà ai trong chúng ta đều đã từng cảm nhận phải không nào? Đây không chỉ là những mẫu đèn trang trí nhân dịp Noel mà còn là những món quà ý nghĩa và giá trị để bạn gửi tặng đến những người thân yêu nhân những dịp đặc biệt. Nếu các bạn yêu thích những mẫu đèn nào sau đây thì hãy liên hệ ngay với Pono Việt Nam để sở hữu với mức giá tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!